Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Luật và Cuộc sống của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Graffiti bôi bẩn các trạm chờ xe buýt. Sắp thu phí đầu xe theo mức giá mới. Hàng rong gây ùn tắc giao thông. Đất công viên bị xẻ thịt để kinh doanh. Thưa quý vị, graffiti nghĩa là tranh vung sơn, một loại hình nghệ thuật đường phố. Tuy nhiên, môn vẽ này trở nên xấu xí vì hàng loạt hình ảnh bôi bẩn phố phường. Trong đó, có các trạm chờ xe buýt bị thiệt hại nặng nhất bởi sự bôi bẩn của loại hình vẽ tranh bằng sơn. Tình trạng tranh phun sơn, graffiti bành trướng khắp thành phố. Từ trạm chờ xe buýt, tường nhà, trụ đèn, hộp điện, trong các con hẻm sâu cho tới các bức tường ở trên cao. Graffiti gây bẩn rõ nhất là tại các trạm chờ xe buýt. Các tấm bản đồ điều hướng xe buýt và các tấm pano áp phích quảng cáo bị hư hỏng và phải thay đổi liên tục vì bị bôi bẩn bởi tranh phun sơn graffiti. Cái này thì làm mất mỹ quan của thành phố. Đề nghị coi như là chính quyền cũng nên có cách nào mà để coi như là giải quyết cái vấn đề này. Ông Hà Lê Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thay mới các tấm bản đồ điều hướng giao thông công cộng có lớp kính bảo vệ bên ngoài. Khi bị các đối tượng xịt sơn vẽ bậy trên kính thì có thể lau sạch bằng xăng. Trước mắt, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thí điểm tại quận 1, sau đó nhân rộng ra toàn địa bàn thành phố. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng phí đậu xe theo giờ trên 35 tuyến đường khu vực trung tâm từ ngày 1 tháng 8 tới. Và cách thức thu phí không theo lượt mà theo giờ đã gây lo lắng cho tài xế. Bởi nếu đậu xe cả ngày, mức phí có thể tăng lên vài trăm ngàn đồng. Tháng 3 năm 2018, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua kế hoạch thu phí đậu xe ô tô theo giờ tại các khu vực trung tâm. Việc thu phí dự kiến triển khai từ ngày 1 tháng 6, nhưng kế hoạch này lùi thêm 2 tháng vì các đơn vị chưa kịp chuẩn bị. Theo kế hoạch từ Sở Giao thông Vận tải, mức thu từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng trên một xe cho giờ đầu tiên. Với những xe đậu tới 5 giờ, mức phí có thể lên đến 170.000 đồng trên một xe. Việc thu phí đậu ô tô trên 35 tuyến đường dự kiến mỗi tháng sẽ thu về 31 tỷ đồng. Cũng theo sở này, việc tăng mức phí đậu xe ô tô là cần thiết vì tăng phí sẽ khuyến khích người dân gửi xe vào các trung tâm thương mại để cho đường thông hè thoáng. Bây giờ em đậu ngoài đây, ví dụ như em không có khách chạy, một ngày em phải tốn bao nhiêu tiền? Cứ tính một tiếng 25.000 thì 8 tiếng này, vì mình tính bình quân 8 tiếng thôi là mất bao nhiêu tiền, phải ra hơn 250.000 không? Mặc dù mức thu phí đậu xe chưa triển khai, song đa số tài xế đều lo lắng với cách tính phí đậu xe theo giờ mà không phải theo lượt như lâu nay. Thưa quý vị, tình hình giao thông trước Viện Tiên ở đường hẻm 86-4, Thành Thái, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh luôn bị ùn ứ do số lượng người bán hàng trong nơi này quá nhiều. Đường hẻm 86-4, Thành Thái trước cổng Viện Tiên luôn tấp nập xe cộ và người bán hàng trong. Đường hẻm nhỏ nhưng lượng người bán hàng trong rất nhiều nên thường xuyên gây ách tắc giao thông, gây bức xúc cho những người tham gia giao thông qua tuyến đường này. Bắt buộc giờ cũng sống tụi em giờ nó đây, phải tụi em đứng đây kẹt đường quá rồi, công an phải bắt tụi em nữa rồi. Giờ xin lãnh đạo cho anh ta giải quyết cho mình. Vỉa hè của con đường cũng đã bị bức tử thành bãi giữ xe của bệnh viện 115. Do vậy, khu vực đường xá phía trước Viện Tim càng bị thu hẹp hơn. Theo Ủy ban Nhân dân phường 12, quận 10, phường đã nhiều lần phối hợp với lực lượng công an tổ chức cưỡng chế thu giữ các phương tiện bán hàng rong. Sắp tới, phường sẽ ra quân liên tục và xử lý mạnh tay hơn đối với các hàng rong hoạt động buôn bán trước Viện Tim. Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng cho thuê mặt bằng xây dựng văn phòng công ty, nhà hàng, quán cà phê tại các công viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang gây bức xúc cho người dân thành phố. Vấn đề này đã làm nóng nghị trường tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Không ai có thể nghĩ rằng nơi đây là một công viên. Người ta sẽ nghĩ có thể là khu kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí. Nhưng thật ra, khu vực này chính là công viên 23 tháng 9, có vị trí nằm tại quận 1. Khu B của công viên hiện khang khít quán xá, không còn chỗ nào dành cho người dân thành phố để tản bộ, nghỉ ngơi, thư giãn. Tình trạng sử dụng mặt bằng công viên để kinh doanh không chỉ ở công viên 23 tháng 9 mà diễn ra tại nhiều công viên khác trong thành phố.
công viên gia đình có vị trí nằm ở quận Gò Vấp và một phần mặt bằng của công viên gia đình đã bị cho thuê để làm quán cà phê. Quan điểm của tôi rất nhất trí với của ủy ban thành phố, cái đó là hợp với lòng dân. Tại vì bây giờ là ở thành phố, thứ nhất là rất nhiều xe cộ và nhà cửa dân rất đông, mà phải có một cái nơi nào cho nó thoáng mát như công viên. Ý kiến của người dân về việc cho thuê mặt bằng các công viên để kinh doanh dịch vụ đã được nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nêu ra tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Theo các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, việc cho thuê mặt bằng các công viên để kinh doanh là hoạt động sai mục đích công cộng, không đúng với công năng, làm khó khăn trong công tác quản lý. Lâu nay á là một cái đô thị lớn, nhưng mà thật ra thì công viên cây xanh của mình nó thiếu. Nó đã thiếu mà nó còn bị xà xẻo là những cái hàng quán lấn chiếm, rồi những cái công trình phụ xây ở trên đó. Thành ra là nó diện tích nó sẽ bị thu hẹp hơn nữa. Và cái này tôi cũng đã nói trong cái cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố vừa rồi, là mình phải có cái giải pháp gì thật quyết liệt và làm phải triệt để. Chứ còn mình cũng nói nhiều lần rồi, nhưng cuối cùng thì sau một thời gian thì đâu lại vào đó. Ví dụ như cái công viên 23 tháng 9 thì dễ thấy nhất là nhiều, rất nhiều công trình, hàng quán, quán cà phê, rồi những cái hội chợ cũng thường xuyên được tổ chức ở đó. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, tổng diện tích công viên cây xanh của thành phố hơn 542 ha. Số liệu thống kê cho thấy, lũy tiến diện tích công viên cây xanh từ năm 2012 đến nay không tăng nhiều, nhưng diện tích mặt bằng công viên bị lấn chiếm, cơi nới cho thuê kinh doanh lại tăng nhanh. Cụ thể, công viên Phú Lâm có diện tích sử dụng sai mục đích công cộng chiếm 55%, công viên 23 tháng 9 khu B có diện tích sử dụng sai mục đích 40%, công viên Bình Phú sử dụng diện tích sai mục đích 38%. Công viên Lê Thị Riêng sử dụng diện tích sai mục đích 20%. Cá biệt, công viên 23 tháng 9 khu C gần 90% diện tích mặt bằng sử dụng chưa đúng mục đích. Phần lớn diện tích đất công viên đang sử dụng làm ga xe buýt Sài Gòn. Chúng tôi đã xây dựng một cái đề án chỉnh trang các cái công viên trên địa bàn thành phố, đã báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố và đang chờ Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt để tiến hành chỉnh trang các cái công viên. Thì trước mắt đầu tiên là chúng ta sẽ phải tiến hành cái công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho các cái công viên này. Trên cơ sở đó thì sẽ đầu tư xây dựng theo đúng với cái quy hoạch được phê duyệt để đưa các cái công viên này trở về đúng với cái công năng là phục vụ người dân đến vui chơi, giải trí tại công viên. Việc thu hồi mặt bằng cho thuê kinh doanh tại các công viên trong thành phố không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Nhưng với sự quyết tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành như vậy, thì nhất định các công viên sẽ được trả lại nguyên vẹn diện tích vốn có của nó để trở thành những lá phổi xanh của một thành phố văn minh hiện đại. Nem chả Ước Lễ gia truyền của bảng hiệu Tô Đình Dũng là một trong những cơ sở chế biến đặc sản gia truyền nổi tiếng của đất Hà Thành. Giò lụa, giò bò, giò tai, chả quế, chả cuốn, chả lụa, nem chua trở thành món ăn ưa chuộng của người Hà Nội. Đặc sản nem chả Tô Đình Dũng, cơ sở 1, số 9 Đội Cung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ sở 2, số 141 Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại 397-611-74 hoặc 0163-855-9034 và 0903-253-944. Thưa quý vị, phần tiêu điểm mà quý vị và các bạn vừa theo dõi đã kết thúc chương trình Luật và Cuộc Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn cơ sở nem chua giò chả Ước Lễ gia truyền Tô Đình Dũng tại Hà Nội đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.